Chào mừng bạn đã đến với kênh của May. Tôi Dũng Cảm, nhạc phim cho bộ phim này. Năm 2019, anh vào vai Bành Học Văn trong bộ phim về đề tài kháng chiến quân đội Tận Cùng Nơi Khói Lửa. Phim khai máy vào tháng 3 tại Sơn Tây và do Trương Hàn, Tiêu Tuấn Diễm diễn chính. Tháng 10, Lưu Hải Khoan gia nhập đoàn làm phim Người Yêu Không Nói Dối, được chuyển thể từ truyện tranh cùng tên. Trong phim, anh vào vai Lý Triết. Phim có sự tham gia của các diễn viên Lương Khiết, Tân Vân Lai. Phim dự kiến sẽ lên sóng vào năm 2020. Bạn đang xem video tại kênh của May. Bạn đừng quên đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video tiếp theo nhé.